Ủa nhảy được không nha mọi người? Ủa nhảy được hả? Ừ nhảy được nè. Tôi cổng bài liều thép nha. Wow wow. Chắc tôi nhảy kìa. Ghê ghê. Hello mọi người, lại là mình đây. Jun nè. Ê, thấy gì không mọi người, thấy gì không? Đây đây, để tôi. Ông ngư dân biển à? Ngư dân. Cứu tôi. Bị bắt luôn. Thì hôm nay là trong game là mưa nha. Mưa quá trời là mưa luôn. Thì mưa là chúng ta sẽ còn gì? Là còn ô. Ô trái nghĩa với gì mọi người biết không? Trái nghĩa với trái kèo minigame. Tuy nó không có liên quan gì hết nhưng mà vẫn trái kèo nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất để trúng giải. Quay nè, không biết là ai ta? Lê Quốc Thông à, đúng không mà. Bước 1 Hồng Thành, bước 2 là tên, bước 3 là Vương Miện, bước 4 mà chắc không được đâu. Hay lắm nha, không được đâu. Bây giờ tôi vô tôi tặng cho bè nè bè ơi. Bè đặt là bình luận thêm là không được đâu nữa chứ. Ok, chúc mừng em nhận giải nha. Anh sẽ gửi cho em là một cái Vương Miện. Gửi nè. Rồi, tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là một cái Vương Miện. Thì những ai mà muốn tham gia thì đầu tiên là phải bấm like, đăng ký kênh nhờ ẩn ký trước. Bước thứ 2 là bình luận tên, bước thứ 3 là hết rồi mọi người. Chỉ cần nhiêu đó thôi là mấy bạn đã hoàn thành rồi. Ủa mọi người thấy có kỳ không? Ở bên bờ là yeah, khu trung tâm với lại khu nhà camping nữa. Mưa rất là to nhưng mà bên khu nghỉ dưỡng không có mưa mọi người. Lúc nào cũng vậy kể là sao ta? Đáng lẽ là nó mưa là nó phải mưa đều hết chứ. Thì sẵn tiện là bên khu nghỉ dưỡng này mình sẽ đi kiếm thử là có con bọ gì hiếm không? Đặc biệt bên đây là có con cua dừa nha mọi người. Thường là mọi người để ý những cái bãi cỏ này nha. Ê, cái này nhiều cái bè nào nhìn quen với ta. Làm gì ngồi đây vậy? Tôi đi uống nước. Thôi chịu rồi mọi người. Người thì đi bắt bọ kiếm tiền, đây ngồi uống nước sướng chưa? Đúng là cái mặt thấy ghét thiệt chứ. Không đi bắt bọ hả? Tôi đi đâu cởi tôi trời, tôi nghỉ chơi với bè rồi. Thôi tôi nằm tiếp. Bè nằm đó luôn đi. Ok thôi. Được thôi. Thì mình mới chạy về lại khu nhà nè mọi người. Ê từ, con gì vậy? Ê, ủa không phải con chuồng chuồng ngô, trời ơi, tưởng đâu con chuồng chuồng kia chứ. Rồi mình nghe bảo mọi người nói á, là cái chỗ chiếc xe buýt kia mọi người. Đó, thường thường ở đó là có con thằng lằn cây tu. Mà mình không biết là có hay không. Mấy bạn kia nói ở đây bắt nhiều lắm cơ. Với lại là chạy dọc xuống đây nữa. Ủa? Nhà của Unicorn này, ủa sao gặp vài trời. Để vô đập cửa kêu thử coi. Đúng là cái mặt thấy ghét thiệt chứ, đi đâu cũng gặp kìa. Hello, mở cửa chủ nhà ơi. Không, sao tôi phải mở cửa cho ông, tụi mình nghỉ chơi rồi mà. Gì vậy trời, nghỉ chơi nào trời? Nãy ông nói ông nghỉ chơi với tôi rồi. Ủa có không, làm gì có, mở cửa trời. Đó, tôi không mở cửa cho ông đâu. Trời, đứng ở ngoài đây mưa nè, mưa quá trời luôn nè. Nên nãy đi mở cửa cho. Ê, thôi mở cửa vô nói cái này nè, lẹ. Ok. Thôi mày này mày dễ dụ ta. Nói cái gì cũng không. Wow, hiện tại là mình đã vô nhà rồi nha mọi người, mất rồi ta. Cái mặt thấy ghét. Đâu rồi? Đang ngủ rồi. Mày đây bay ăn mày ngủ hoài trời. Ủa đâu, ngủ ở đâu vậy? Ngủ chỗ mới. Xe cái này là xe cái chuồng chó đúng không? Không nha, chứ là cái chỗ ngủ của người ta. À chỗ ngủ à, sao ngủ hoài trời, hoài mưa ngồi gió vậy trời. Có mái che nè, không thấy hả? Đâu mái che đâu trời. Nè. Thấy trống lỏng rồi mà. Nè, sao lưng nè. Nè là ở đâu? Ngoài biển nè. Ủa thì tôi đâu nãy giờ bên kia. Ê nói này ra. Sao? Ra nói này, ngồi xuống. Thôi mình đứng đi, bữa nay clip nó cũng ngồi hết rồi, đứng đây đi. Nghe nói là hôm nay là có cái hành động mới mà phải không? Đúng. Đâu hành động nào vậy? Ủa hành động đã có rồi, hành động ấy có rồi mà. Hành động cho cổng. Cổng à? Ủa? Đúng. Cái này bấm ở đâu? Cái này ông vô ông nhận cái chiếc tim. À đây level 6 nha mọi người. Thì hôm bữa giờ tôi không có làm cái mặt hay ghét làm hết á. Cũng được rồi. Ê mở khó nè. Đây đạt được cổng dây. Bỏ vô à? Đúng. Đâu để tôi cổng thử coi. Ông biết cái hộp quà ở trong cái đó là cái gì không? Hộp quà nào? Hộp quà ở trong cúp bò á. Đâu có hộp quà nào đâu. Cái hộp quà mà tụi mình nhận được á nè chị nè. Bây giờ vô cửa hàng. Vô cửa hàng? Ừ, xong rồi kéo xuống phần sản phẩm yêu thích. Ủa cửa hàng nội thất hay là cửa hàng gì? Cửa hàng mua đồ á. Rồi. Mua đồ. Kéo xuống phần sản phẩm yêu thích. Đây sản phẩm yêu thích. Ừ. Thấy mấy cái mà có hình trái tim không? Hình trái tim. Có. Ấn giò. Đó là ông có thể gửi quà cho đối phương á. Thấy cái hộp quà. Có hộp quà sát bên. Đó, ấn như cái hộp quà. Rồi, không thể hoàn tiền, rút lại thanh toán. Ủa gì vậy là bà kêu tôi tặng quà cho bà à? Không, tôi chỉ ông thôi. Không, cái này là không có chỉ đó mọi người. Đâu, thử ơi. Dù lên. Ủa? Nè. Gì vậy, bà nhanh dưới, trời bóng lộn ơi. Dù lên. Cái gì vậy ta? Ôi, cái này hay vậy. Đâu, tôi thử tôi nằm coi ông cổng tôi được không? Được không? Đâu, thử. Không được. Đâu bè cổng tôi thử coi. Ông nặng lắm. Trời thua nè nha mọi người. Ủa sao nó giật tưng vậy? Đi ra khu camping chơi. Đi ra khu camping. Đi nhặt táo. Ủa này. Ơi. Mục tiêu của mình là quả táo nha. Bao nhiêu quả? Không biết nhưng mà cứ nhặt là được, lên xe. Dìu lên. Rồi. Ok. Tờ kiếm quả táo ở đâu vậy? Ủa nhảy được không nha mọi người? Ủa nhảy được hả? Ừ nhảy được nè.
vượt chướng ngại vật. Tôi cổng mày leo thép nha. Ok rồi, rồi. Không được. Ê, nhưng mà mày nặng quá nha. Mày nặng quá tôi nhảy không được á. Đây liều thép này. Ủa đây được nha. Được. Wow. Mày thấy tôi nhảy kìa không? Ghê. Thôi thôi. Buồn cười quá. Đây lên nè. Trời ơi. Ý thôi. Ủa ngồi xong rồi. Ông biết chơi game không vậy? Mày nhảy được không? Mày nói tôi trời. Ê cái này nặng quá, nhảy không lên nè. Nhảy không lên. Tại tôi nhảy cho. Không, để tôi nhảy à. Để tôi phải tiếp tục cái tháp này. Bình thường cái con nhau quạt của mình nếu mà không cổng mà chúng ta có thể là nhảy lên đây được nha. Nhưng mà đây cổng quá bị nặng á. Quá. Mà tôi nhẹ. Quá. Đúng rồi. Giờ thấy mày thấy tôi ghê không? Ghê. Hồi nãy té ở đâu? Té ở đây đúng không? Đúng. Không, té ở trên kia nữa. Ở trên kia nữa à? Ở đây nè. Ê hình như là nhảy không tới. nhảy không tới mọi người. từ xuống để lên con này đã. Rồi lên gà này cũng nhảy không tới. Cái này cũng nhảy không tới luôn. Lại vô ở đây là phải đi được này cơ. Bơi là té á. Ủa không lên được. Lên được không? Được này thấy chưa. Trời té một cái là xỉu rồi nha. Này đây phải cẩn thận. Qua nè, vô luôn. Nhưng mà như mấy cái đám này nhảy không được đâu. Được sao không được. Qua nè. Xa lắm. Quá. Ghê. Từ lên. Đúng rồi. Lên. Anh chuẩn nha. Nhảy không tới. Ê, rồi. Ê, nhưng mà cái này là mình ăn mấy cái nhảy keo vô mình nhảy keo được không ta? Để vô mình thử nha. Gà gà xì dầu nha mọi người. Nó cao hơn tí đúng không ta? Cao. Rồi lên luôn này rồi. Cao hơn. Phải không vậy? Có. Ừ cao hơn tí. Cái nhảy mà hai lần là hiện tại mình không có mọi người. Bây giờ mình sẽ thử là ăn cái món chạy nhanh nha. Cái steak thịt bò gì nè. Không biết là có chạy nhanh hay không. Vừa cổng vừa chạy luôn. Mình sẽ ăn đâu đó là 5 cái đi. 3 nè, 4 nè. Tại mới ăn cái gà xì dầu á. Rồi bây giờ là mình đã chạy nhanh rồi nha. Ủa này lên này ơi. Lên. Lên chưa? Lên rồi. Sao nó chậm vậy? Ủa sao nó chậm như vậy? Ủa nhưng mà nhảy lên là nó nhanh nha. Nhảy lên là nó phóng được tí kìa. Như cưỡi ngựa trời. Quý cơ thể nặng trở lại thấy không? Nhạc phát anh cơ bài nặng trở lại rồi kìa. Không có, kìa là ông á. Nãy giờ tôi cổng bài quá, tôi mệt quá, tôi không cổng quá đâu. Bài cổng tôi đây. Thế mà ông mập quá à. Không, bài cổng tôi đây. Ok, bây giờ mình sẽ cho nên này nha mọi người. Trong quạt này mình sẽ đổi lên con bự. Đấy. Đâu Quỳnh Huy nha. Quỳnh Huy ơi, cổng thử Quỳnh Huy ơi. Đây. Gì ủa cái tên của anh đằng sau xe luôn kìa. Ủa cái tên của anh ta mất tiêu. Ủa cái tên của anh. Cái tên của tôi vẫn kia luôn nha mọi người. Đây. Nặng quá nó bay tên luôn rồi thấy không. Quỳnh Huy thấy mục tiêu chưa? Thấy rồi. Rồi nhảy xuống lê nhảy xuống. Rồi bên đây trái nó nè, bên đây trái nó lẹ lên. Bên đây. Wow. Ủa từ nhà đi ra xa xong lại gần nó hiện trái tim lên. Wow, hiệu ứng mới. Đâu có, cũ rồi thôi. Ê nhưng mà trời mưa trời gió sao chạy nhông bệnh sao trời. Để lấy chi dù nghe. Ủa Nì đâu mất tiêu rồi. Ủa Đây để anh Nì chi dù chứ. Nhưng mà làm gì được. Được đâu mày được xạo. Ok bây giờ là mình sẽ thử là chinh phục cái công viên này nha mọi người. Hình như là cái mình chơi kiểu này là mình sẽ leo nó dễ hơn á. Ê không tôi suy nghĩ lại mọi người, nó khó nha. Từ anh nhảy qua đây được không? Thử đi chắc không. Được á. Không, nếu mày nhảy không được là bị té này lấy trớn nha. 1 2 3 ơi quay nha mọi người. 1 2 3 ê mình ăn cái gì rồi. Quá. Ừ chỗ đó nhảy không tới nha. Ê mất cái tên luôn rồi. Hai đứa mất luôn rồi. Ủa. Ê mọi người cái tên tôi mất không mọi người. Ông có tên luôn. Ủa. Hai đứa luôn. Thì mình biết chắc là từ lúc mình nó ra chiếc nhẫn couple này thì mọi người đang rất là phân vân. Có nên là bỏ ra 200 kim cương hoặc là 1000 kim cương, có khi là 2000 kim cương để đầu tư cho mình hay không. Với lại là mấy bạn sau khi mà chia tay á, giữ lại những gì và mất những gì. Thì bây giờ là mình sẽ nói sơ qua cho mấy bạn biết luôn nha. Thì sau khi mà chúng ta kết hôn là chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở trong trái tim này nè mọi người, để chúng ta lấy những cái hành động mới. Sau khi mà có gặp biến cố chia tay gì đó là mấy bạn vẫn còn là những cái hành động như thế này, như cổng nè, hoặc là nằm thoải mái, hoặc là cái quậy này. Nhà phát hành có nói chia tay là chúng ta chỉ mất điểm thôi mọi người, chỉ là mất điểm thôi nha. Với lại là cái tên màu hồng này là chúng ta cũng sẽ mất luôn. Tại lúc đó là chia
tay rồi á, nên là sẽ mất nha mọi người. Còn hành động mà chúng ta vẫn còn giữ tới mãi mãi luôn, nên là mấy bạn cứ yên tâm, mình nghĩ là mấy bạn nên sắm cho mình là một chiếc nhẫn đi, để chúng ta làm nhiệm vụ, để chúng ta có những cái hành động mới. Sau khi mà mấy bạn kết hôn lại á, là mấy bạn dùng được cái này luôn, là mấy bạn khỏi mất công cày điểm lại. Nhớ để dành kim cương kiếm một couple đó để đầu tư nhé. Nhưng mà tên của mình nó lại mất nữa. Rồi, chuẩn bị nhận kim cương thôi mọi người. Thì hôm nay là ở trong ngân hàng mình sẽ được ngày thứ 15, là mình sẽ được 20 viên kim cương với lại 2000 tiền sao á. Còn bữa giờ là mình siêng lắm cơ, mình đi tích góp từ từ mọi người, để sắp tới là có cái hộp mới hay là nhà mới gì đó mình sẽ mua luôn. Hiện tại đang có là 575 kim cương, mình sẽ vô đây mình nhận thêm là 25 kim cương nữa sẽ được là nhiêu ta, 600 à, đúng không? Ừ, chuẩn luôn, 600. Bên đây là thêm 5 viên nữa, bọn vàng nữa nè. Mọi người nhớ vô đây nhận thường xuyên nha. Mình thì lười đi đầu đé nên là mình hay vô đây mình nhận lắm. Có quặng vàng là mình sẽ nhận hết luôn. Tại bây giờ trong những cái cục đé mọi người, khi mà chúng ta đào ra là chúng ta sẽ được như xương rồi nè. Giờ mấy bạn kiếm quặng vàng quặng sắt đồ hiếm lắm. Ở dưới đây là mình sẽ nhận thêm là một viên kim cương nữa. Rồi với lại là thêm 100 thường sao. Thì trong cửa hàng là chúng ta sẽ có thêm là một cái gói VVBAT từ ngày hôm qua mọi người. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là cái con Bogo bánh gạo sóc này. Thì cái phương tiện Bogo này lập nhảy nó cũng cao lắm nha mọi người. Tốc độ là 3.5, với lại lập nhảy của nó là 17 và một chỗ. Thì hôm qua là không có đập tên mọi người, nên là hôm nay là mình sẽ cổng Uni đi đập tên những cái bạn này. Rồi ok, chúng ta sẽ tới với hàng bên này trước đi. Đầu tiên là bạn Kinh Tiêm Báo nè. Đây là bạn gì đấy? Ranji à. Đây là bạn Tấn Đạt nè. Đây là bạn Mira. Đây là bạn Minh Hà. Đây là bạn TDM Cuti à. Đây là bạn Miyu Weibo. À Weibo. Đây là bạn Tiêu Câu nè. New Ye E. Ủa là tên, thôi tên này anh chịu nha. Đây là bạn Đăng Khoan 5 tháng 7. Đây là bạn Tiri Xe nè mọi người. Đây là bạn Idol Top Top. Ghê vậy. Rồi các con tấp tấu á. Đây là bạn Gai Ye nha. Rồi đây là bạn Nghi Phan Jun. Đây là bạn Bùi Thanh Tú à. À Bùi Thanh Tú. Đây là bạn Vương Tu Tê. Đây là bạn gì đấy? Bạn Mận Nê Tê Vui. Đây là bạn Michiru nè. Mui Chi Râu. Ok. Đây là bạn Khánh Linh nha mọi người. Đây là bạn Trinh nè. Đây là bạn Hồ Phú Khang. Đây là bạn Quề Chỗ nè mấy đứa ơi. Đổ người ta đọc tên mà chạy tùm lum vậy. Quề Chỗ. Đây là bạn Hồ Phúc Khang nha. Đây là bạn Đào Baby. Đây là bạn Ngọc Siêu Vậy. Đây là bạn Mimi Susu. Đây là bạn Anh Cu Ti nè. Đây là bạn Khang Ế TV à. Ghê vậy. Đây là bạn Hòn Hy Cu Ti. Ủa Cu Ti nhiều thế. Đây là bạn Con Thở Xanh Đậm. Đây là bạn Bí Minh Cu Ti nha mọi người. Đây là bạn Thành Idol. Đây là bạn Chippy. Đây là bạn tên Hàn Quốc hay Trung Quốc anh chịu nha em ơi. Đây là bạn Trang QB nè. Đây là bạn Hy Minh Hề đặc biệt. Đây là bạn Harry nè. Đây là bạn Di Phan Jun. Wow, fan tươi nha mọi người. Đây là bạn Kimber. Đây là bạn Lily Play. Đây là bạn Như. Đây là bạn Mon 26011. Đây là bạn Su Hu Di à, phải ông này? Đúng rồi. Đây là bạn Hân nha. Đây là bạn không có gì mày đỡ hình con kéo qua sát thủ mọi người. Ghê giờ. Đây là bạn Thỏ Béo Gia Đình. Ê bớt béo lại nha em ơi. Đây là bạn Cảnh Thiên Bi Play. Có thêm Bi nữa mới chịu cơ. Đây là bạn Yên Nhi nè. Đây là bạn Mika. Đây là bạn Cam. Đây là bạn Thịnh. Đây là bạn gái đẹp ghê vậy. Rồi cái đẹp dữ chưa. Rồi đây là bạn Ly Cu Ti. Giết nha. Ok thì hiện tại là mình đã đọc cho những cái bạn này lên clip hết rồi. Thì vẫn giống như thường ngày, những bạn nào mà muốn lên TV á thì mấy bạn có thể là vào từ khung giờ từ 8 giờ sáng tới 11 giờ sáng nha. Mấy bạn cứ vô nhà của mình là mình sẽ vô mình đọc tên cho mấy bạn này lên clip. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Đừng quên là ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye lên lại cái coi. Bye bye. Thêm cái nữa nè. Bye bye mọi người. Thôi chịu rồi, này thêm mọi người nữa. Bye bye nha.